Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Peroplin 5% được sản xuất tại Ajanta, Ấn Độ. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Peroplin 5% cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Peroplin 5% Benzoyl Uproxid 5% Carbomers Dimethicone Disodium Lauryl Sulfosacchinate Disodium Ethate Glycerol Silica Colloidal Hydrated Polyoxam 182 Purified Water sodium hydroxide. Dạng bào chế Dạng kem Công dụng chỉ định của peroplin 5% Thuốc điều trị mụn chứa hoạt chất Uproxid Tác dụng giúp tiêu diệt và ngăn cản sự phát triển của vi khuẩn P, Agnes Đặc biệt mụn mủ viêm sưng Điều tiết và kiểm soát dư lượng nhờn thừa trên bề mặt da Cách dùng và liều dùng của peroplin 5% Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Một lần buổi tối trên vùng da bị mụn. Sử dụng kèm kem chống nắng vào ban ngày. Chống chỉ của Peroplin 5%. Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Peroplin 5%. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Peroplin 5%, đồng thời biết cách sử dụng Peroplin 5% sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham